Quý vị thân mến, và quả thực là quê hương Vĩnh Phúc thì chưa bao giờ làm chúng tôi hết bất ngờ thưa quý vị. Và ngay sau đây sẽ là một điều đặc biệt xuất hiện trên sân khấu dành tặng cho tất cả quý vị. Chúng tôi rất mong rằng quý vị có thể dành một chút không khí lắng đọng lúc này để cùng chúng tôi chờ đón điều đặc biệt trên sân khấu. Có thể nói là một tiết mục lần đầu tiên được xuất hiện tại sân khấu của FLC thưa quý vị. Hãy cùng chúng tôi dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt chào đón sự quay trở lại của tập thể cán bộ nhân viên FLC Vĩnh Phúc với tiết mục nghệ thuật Cô Đôi Thượng Ngàn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tủ lầy cô,
tài phát lộc cho Bách gia trăm họ chúng con. Có trời bốn mùa gió mát trăng thanh, hoa thơm cảnh lạ ý, mây màu ấm êm nhìn cảnh vật từng xin ao cá chỉ đọt răng măng nữa măng tre các bạn thiên đùng đỉnh ra về. Một tiết mục được biểu diễn bởi tập thể cán bộ nhân viên của FLC Vĩnh Phúc, thưa quý vị.